Chào bạn và chào các bạn đã quay trở lại với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Hoa hậu Myanmar bị truy nã. Mới đây, báo chí đưa tin Miss Grand Myanmar có tên là Han Lei bị chính quyền Myanmar truy nã vì bài phát biểu về tình hình chính trị nước nhà trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế diễn ra tại Thái Lan vào ngày 28 tháng 3 vừa qua. Trong bài phát biểu của mình thì Han Lei khẩn thiết yêu cầu sự giúp đỡ của quốc tế để chấm dứt bạo lực ở quê nhà. Người đẹp vừa khóc vừa phát biểu và sau đó thể hiện ra khúc Heal the World, hành động bị cho là phạm pháp tại chính quê hương của người đẹp. Lệnh bắt giữ được ban hành theo mục 122/505B của Bộ luật hình sự Myanmar với nội dung lan truyền tin tức ảnh hưởng đến sự ổn định của đất nước. Hình phạt cho tội này lên đến 3 năm tù. Chính quyền quân sự Myanmar từng buộc tội nhiều diễn viên và đạo diễn hồi tháng 2 năm 2021. Hiện có ít nhất 60 người nổi tiếng có tên trong danh sách truy nã như vậy. Dù đang dính lệnh truy nã nhưng Han Lei dường như không quan tâm cho lắm. Cô đăng ảnh vui chơi ở Thái Lan sau cuộc thi và thông báo quyết định vẫn ở đây ít nhất 3 tháng nữa. Chủ tịch Miss Grand International cho biết sẽ hỗ trợ người đẹp chi phí ăn ở, visa và kiếm thêm công việc nếu cô cần. Han Lei là đại diện của Myanmar tại Miss Grand 2020. Từ đầu cuộc thi, cô gây ấn tượng với nhan sắc rực rỡ, vừa hiện đại mà đậm chất phụ nữ Á Đông. Nhược điểm duy nhất của Han Lei là chiều cao khiêm tốn, khiến cô dễ bị nhấn chìm giữa những người đẹp châu Âu và Mỹ Latin. Cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News. Và TSM News đã có phiên bản trên TikTok, bọn mình sẽ để link của bản tin này ngay bên dưới nhé. Và các bạn hãy nhớ ấn like và ấn theo dõi TSM News để cập nhật nhanh nhất những tin tức của trong ngày.